Quá trình kiểm tra đột xuất tại bến xe nước ngầm, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội đã phát hiện một xe lái xe dương tính với ma túy và tại bến xe này, lực lượng chức năng đã kiểm tra khoảng 35 lái xe. Cụ thể, lái xe được theo dõi và phát hiện là lái xe Bùi Văn Lục, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, điều khiển xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B 02313 chạy theo tuyến Quỳnh Lưu, nước ngầm. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động với lái xe và đồng thời lấy mẫu máu gửi viện pháp y xét nghiệm nhằm có kết luận cuối cùng. Từ nay đến Tết Nguyên đán canh tí 2020, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường việc kiểm tra đột xuất đối với các phương tiện và người lái xe nhằm đảm bảo người dân đi lại thuận lợi an toàn, ngăn ngừa việc lái xe lạm dụng bia rượu, sử dụng chất kích thích, ma túy, điều khiển phương tiện. Những trường hợp vận chuyển các chất cháy nổ, nhồi nhét, tăng giá vé sai quy định cũng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.